vậy là yêu nhau được mấy tháng rồi. Em ơi mình đã qua bao nhiêu sóng gió trên đời, có mấy đêm anh thức khuya đọc những lá thư em trao đến anh. Em ơi mình đã xa nhau hơn cả tuần rồi. Đây là ngày anh hai đầu tiên, anh và em có nhau yêu nhau. Sao em không có đây bên anh lúc này? Đây cà phê nhớ em, đây hà phê nhớ em, đây ông dù nhớ em bên anh mỗi khi lại gần. Anh mong sao ngày có trái tim anh một gì, anh mong mình luôn có đôi.